Mày khen, mày khen. Ôi ôi thịt mày cá lau kiến phải nói là thịt nó ngọt. Mày khen. Kìa, được rồi, con ngọt quá ngồi con ăn đi nào. Đó, phong cảnh hữu tình trăng thanh, gió mát quá đã luôn. Ôi, con mời, con mời, con mời, con mời, cầm vô, mời cả nhà ăn. Cầm lên, ồ, vậy mà không dám ăn ha. Dở lên. Wow, review cái miếng thịt coi. Ngon quá, ngon quá. Đó, ăn thử coi, cảm giác ăn sao? Ngon. Sao, ngon sao? Ngon sao? Ngon nhức nát luôn. Trời ơi, ngon nhức nát luôn hả? Nó ngọt không? Ngọt. Thịt quá trời thịt luôn. Ngon ui, nhức nát luôn. Kìa, chị 300 ngồi gỡ quyết liệt luôn kìa. Hồ mộp mộp lời che mặt. Thôi đừng quay với mặt con lên. Lúc trời này tao biết mắc cỡ rồi. Đây, review cho các bạn xem phong cảnh nhà của cậu hai bé Khang luôn nha. Mênh mông luôn. Cây xanh. Quá đẹp luôn. Này làm cái chòi cái lồng cu ở chỗ ngoài này đó là ra là ngon. Ngắm cảnh hai vợ chồng cũng ly bằng. Dừa là cao nè các bạn. Bên kia là mấy cây tràm nè. Như này là nước nè. Đây là hầm nuôi cá. Nuôi cá cá tra. Bên kia là đồng lúa. Rồi. Còn gì tuyệt vời hơn. Đây là cặp mé sông luôn ha. Trời dịch. Rồi có bụi tre nữa nè. Quá mát luôn. Quay cùng dịch nữa hả? Rồi. Cậu hai nuôi vịt nè. Rồi quay trở lại mấy con cá. Bây giờ là sau mà một khoảng thời gian mình chiến đấu thì giờ cá nó đã gần hết rồi. Rồi cá còn nữa nhiều lắm, nhiều lắm. Nay tắt mương. Nắng mương là kiếm đụng cá kiếm á. Nhiều không có... nhiều loại cá lắm. Tẩm gì hết. Ăn đi. Trời ơi, ngon quá. Quá cháy luôn. Chấm muối ớt. Trời ơi, hấp dẫn quá. Phỏng tay, phỏng tay. Có lẽ cảm giác này chỉ có người ở quê mới hiểu thôi. Nó ngon quá. Quá cháy luôn hả mẹ? Ngon nhất lắm luôn.